Xin chào cả nhà, lại là Hà đây. Mấy hôm rồi Hà bị tụt mút, xem phim gì cũng không thấy hay cả. Sau vài hôm ngủ ngon, Hà lại tìm thấy niềm hứng khởi từ bộ phim hay ho, hấp dẫn, Người tình trên gác mái. Đây là bộ phim được sản xuất dựa trên câu chuyện có thật của một bà nội trợ kiểu Mỹ ngoài 30 và anh công nhân 17 cái xuân thì. Hà tin rằng các bạn cũng sẽ bị bộ phim này mê hoặc giống cái cách mà bộ phim đã mê hoặc Hà. Mở đầu phim là cảnh một đám đông vây quanh nhà tù nơi giam giữ một nhà văn. Otto, nhà văn người Mỹ nổi tiếng vào đầu những năm 1900. Ông tuyên bố lý do mình ở sau song sắt này là vì cái lò hư hỏng của một bà nội trợ. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, cô gái Dali và doanh nhân Fred, chủ của một công ty dệt may nổi tiếng có chi nhánh trên toàn nước Mỹ, quyết định kết hôn, về chung một nhà. Thế nhưng, hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc, bà nội trợ bắt đầu cảm thấy buồn chán với cuộc sống nhàn nhã hàng ngày với chồng mình. Một buổi sáng như mọi ngày, Fred dùng bữa sáng trước khi đi làm. Dali nũng nịu, anh thấy thiết kế mới của em như thế nào? Đưa chồng mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ làng mốt của Pháp với hy vọng chồng cô có thể giới thiệu sản phẩm của mình ra thị trường. Anh chồng cau có từ chối với lý do, phần lớn khách hàng của anh không đến từ Paris. Một ngày khác, cô vợ muốn chồng đưa nàng đến một sự kiện trong giới thời trang. Anh sẽ có em bất cứ khi nào anh muốn. Fred tức điên túm lấy cổ áo của Dali, em hãy thôi việc dùng lò để mà yêu sách này nọ đi nhé. Đừng mơ mộng nữa, em hợp với căn bếp và cái tạp dề này hơn. Bọn họ có một cuộc hôn nhân chóng vánh đến độ họ còn chưa kịp yêu thì đã cưới. Hôn nhân không tình yêu mấy khi mà có kết đẹp như trên phim ngôn tình các bạn nhỉ. Vào mùa thu năm 1913, chiếc máy khâu tại nhà của Dali bị hỏng. Fred đã gọi Otto Sandhuber, một nhân viên trong nhà máy rất thích viết văn, khi đó mới 17 tuổi, tới nhà sửa cho vợ. Vẻ trai tráng của Otto nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Dali. Cuộc sống gò bó trong nhà khiến Dali muốn tìm kiếm một cảm giác phấn khích khác lạ để cho ngày dài bớt buồn chán. Nàng giả vờ đánh rơi chiếc hài và duỗi chân trước mặt Otto. Đứng hình một giây rồi sau đó, Otto bị bùa mê khi rơi vào khu rừng tình yêu đầy cám dỗ với bà nội trợ trước mặt. Những ngày sau, theo yêu cầu của Dali, hàng ngày anh thợ đều đến nhà sửa lò giúp cô. Được một thời gian, Otto thậm chí còn dở thói ghen ngược. Anh yêu cầu Dali hôn chồng vì không muốn dùng chung đồ với người khác. Dali lắc đầu từ chối, em không muốn có cuộc sống nghèo khổ như mẹ em. Chuyện tình của hai người đã bị hàng xóm nghi ngờ khi thấy anh thợ sửa máy thường xuyên ra vào nhà khi Fred vắng mặt. Biết Otto mồ côi, bà nội trợ đưa anh thợ máy lên căn gác mái và cố gắng thuyết phục anh ta sống ở đó để tiện việc qua lại cùng mình. Vì quá si mê Dali, Otto đã đồng ý tự cầm tù chú chim bé nhỏ của mình trên căn gác mái, nơi mà anh nghĩ là chốn thiên đường sung sướng. Đồng ý quá nhanh đến độ, anh chưa kịp hối hận thì đêm đó đã phải nằm trên gác mái trơ trọi một mình, lắng nghe tiếng la hét của cặp vợ chồng trong căn phòng bên dưới. Sáng ra, Fred đi làm. Bà nội trợ đảm đang lao lên lầu tiếp tục hiệp đấu thứ hai với anh thanh niên số hưởng. Nàng còn yêu cầu Otto viết một cuốn sách về chuyện tình tự của hai người. Ngày tháng dần trôi, cứ mỗi khi ông xã vắng nhà, cô gái đảm đang lại lao lên căn gác nhỏ để tâm tình cùng người trong mộng. Tâm là gì? Là tâm sự. Tình là gì? Là làm tiền đó mấy ba. Đi đêm có ngày gặp ma, hôm nọ khi cả hai đang tâm tình thì anh chồng về nhà đột xuất. Giấu vội Otto, cô vợ ngồi bên bàn ăn trong bộ dạng chờ chồng. Vào nhà, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không biết là khen hay chê hắn cho rằng đồ ăn hôm nay ngon hơn tất cả những thứ rác rưởi mà cô đã làm cho hắn từ trước đến nay. Anh nên ăn ít thôi, hãy xem lại mình trong gương trước khi cho đồ ăn vào miệng. Cô ghê tởm nhìn con lợn trước mặt. Fred tức giận đánh Dali. Thấm thoát đã được 4 năm, cuối cùng Otto cũng thèm cảm giác tự do. Anh đến công ty nơi đang muốn xuất bản cuốn sách của anh, cặp tình nhân đi ăn tối tại một nhà hàng và Otto bắt đầu mong muốn thoát khỏi cái lồng son đang giam cầm mình. Vợ chồng nhà kia đi tiệc, rồi thì cô vợ quen thói lại la lết khắp nơi trên sàn nhảy với đủ loại đàn ông. Fred không nuốt trôi cục tức, anh kéo Dali ra khỏi bữa tiệc. Khi về đến nhà, anh chồng phát hiện Otto đang nằm dài trên ghế sofa. Tưởng có trộm đột nhập, anh chồng lao lên lầu ôm súng rượt đuổi kẻ trộm. Thanh niên số hưởng nhanh chân tẩu thoát, lang thang một đêm bên ngoài. Sáng hôm sau, Otto lại mò về. Dali ra sức bù đắp cho người yêu dấu. Hy vọng rằng chồng em đóng bảo hiểm đầy đủ để chúng ta không cần phải đau đầu nếu anh ấy không còn nữa. Tối hôm đó, Fred đưa vợ ra ngoài ăn tối để cả hai có thể làm hòa. Anh nhắc nhở cô không được tặng sừng cho anh. Đừng nuôi mộng làm diễn viên và móc nối với bất cứ tay đạo diễn Hollywood nào để được nổi tiếng. Cuộc cãi vã của hai vợ chồng leo thang, căng thẳng đến độ, Otto phải xuống tầng dưới và yêu cầu Fred buông tha cho người yêu của mình. Hai người đàn ông vật lộn và Otto lỡ tay bắn chết Fred. Biết hàng xóm sẽ nghe thấy tiếng súng,
ô tô sắp xếp, như thể đây là một vụ cướp bằng cách lấy chiếc đồng hồ kim cương của Fred và nhốt bà nội trợ đảm đang Dali vào trong tủ quần áo. Khi quan sát hiện trường vụ án, cảnh sát nghi ngờ rằng đó không hẳn là một vụ trộm thông thường vì chỉ có một chiếc đồng hồ kim cương của người chồng bị lấy đi, tiền trong túi của nạn nhân vẫn còn. Để sớm nhận được tiền bảo hiểm của chồng, Dali lại móc nối với anh nhân viên bảo hiểm. Ô tô rất tức giận vì điều đó, nhưng Dali đã dỗ dành anh ấy tin rằng cô làm điều đó là sự hy sinh rất lớn để đảm bảo cuộc sống về sau của cả hai người. Sau đó, cặp đôi chuyển đến sống tại Hollywood. Nhiều năm trôi qua và cả hai giờ đã nổi tiếng. Ô tô muốn một cuộc hôn nhân nhưng Dali không muốn điều đó. Cho rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, Dali không muốn kết hôn lần nữa. Nàng còn quá nhiều việc cần làm. Để thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao, Dali đã móc nối với rất nhiều người đàn ông. Điều này làm ô tô rất tức giận, anh nhận ra mình chỉ là con rối trong tay cô gái. Người đã giam cầm thân xác và cả trái tim anh trong ngục tù suốt bao nhiêu năm. Cứ mỗi khi ô tô thất vọng và muốn rời đi, thì Dali lại cố tìm mọi cách để quyến rũ anh ta, để khiến anh thực hiện theo mong muốn của mình. Một thời gian sau, Dali coi ô tô như không khí, cô công khai qua lại với một tay luật sư ngay trước mắt ô tô. Anh điên tiết đuổi cổ người đàn ông mới của Dali và gọi điện cho cảnh sát thú nhận tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, cặp đôi bị bắt. Khi ra tòa, Dali nhờ sự giúp đỡ của người yêu mới đã thành công đổ vấy tội lỗi lên người ô tô. Dali dù là chủ mưu và là người điều khiển ô tô, nhưng không có bằng chứng nào để bắt được cô ta. Cuối cùng, Dali được thả. Kết phim có hơi khác một chút với câu chuyện đời thật. Trong thực tế thì ô tô bỏ trốn sang Canada, đổi tên thành Walter Klein và kết hôn với một người phụ nữ khác. Dali sống với luật sư Shapiro, 7 năm sau đó hai người chia tay. Shapiro sau đó khai với cảnh sát tất cả mọi chuyện về ô tô. Dali và người tình ô tô đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người, âm mưu che giấu tội phạm. Ô tô bị kết án là có tội, nhưng vụ án đã hết thời gian xét xử được một năm. Vì thế, người đàn ông này lại được thả. Dali cũng không chịu bất cứ hình phạt nào vì không có bằng chứng để buộc tội bà. Ô tô biến mất kể từ đó, còn Dali vẫn tìm cho mình một người đàn ông khác để chung sống. Người phụ nữ này qua đời vào năm 1961, để lại một thiên tình trường còn ly kỳ, hấp dẫn hơn cả trên phim. Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.